rồi lên tầm. Lên anh ơi, nó bông này mình đem về sao mà được ta, ôm được không, đem về Việt Nam được Việt không? Nam Em về Sài Gòn được không? Bà thơ bà đi, ai đi chung quanh bà xoắn xoắn não hết, bà não lưu hết. Đem về Mỹ được trên không? được, phơi khô đi. Thôi chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi ra sân khấu của ca sĩ Mỹ Tâm có lên tròn. Ủa cái Lê Quang nôn lắm, đứng ở dưới đợi nãy giờ rồi. Lê Quang xuống sớm nhất luôn. Mà ba hối quá trời hối luôn. Ba nôn quá à. Ba nôn nao, ba đòi ra sớm. Anh nhớ anh em bạn bè. Đi anh ơi. Nha. Trời. Ôi, nhìn nữa đấy. Ôi không để ý Đi luôn thì muốn đi. á. Trời ơi là trời. Quá trời. Ông chị vậy à? 4 giờ chiều. 4 giờ ok. À, anh này đóng phim. Đây 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 đây. Anh này đóng con phim á. Cái áo rồi ta, áo anh Quang. Chắc có ra đó rồi. Nghe Sài Gòn nóng quá, nóng nóng thấy ra ở đây thì tối nó là gió ngày biển nước mà nhớ hồi xưa lúc mà sinh ở đây tháng 12 qua đây lạnh ngắt cả ta. Năm nay nó chậm mà năm nay năm không nay có lạnh, hồi xưa lạnh ngắt chứ người đây đâu có chơi gì được đâu, lạnh quá. Mà cái đống hình hiếc từ ngày xưa đâu hết rồi, cái sinh ở đây từ Nha Trang không còn hình hiếc cái thứ Còn mất thằng hết rồi. Sơn còn ở Trương Lê Sơn á, trong Hoàng Lê Vi còn nhiều lắm á, Sơn nó chụp á. Nhưng mà ý là cái tổng hợp của bữa đó là vứt đi đâu hết rồi không thấy. Không biết con Hồng Ở Hồng đó. Hồng, Hồng hình ảnh rồi này kia là giao cho Hồng mất, biết nó còn giữ không nữa. Chắc hết đâu rồi, ừ, một chắc, đứng một kiếp lưu được. Lâu rồi chắc nó mất tích hết là Sơn Nam rồi quay tham tham ủ rồi quay thành đưa không biết đó, tư liệu quý lắm á, chứ sao nữa, quá giờ quý làm cái gì lần đầu có đó vui. làm gì có được nữa đâu. Mà chẳng có lần nào mà quy tụ đông như thế, đông khủng khiếp. Bây giờ cái tới là tới chế điện vào được thì coi có chiếc xe điện nào đấy, tăng tới là anh coi thử cái xe điện nào, xin chiếc xe điện mở cửa nha. Em cứ đứng cho chứ em đông lắm mà, đông lắm mà. Cứ ra trước đi. Cho anh Quang thấy cái này đông, đang đông, mình cứ tới đó đi. Cái Đà Lạt nó ấm hơn nhiều, Đà Lạt một mấy. Cho nó xếp chứ nó mà xếp chỗ này maximum được 7.000 khách, còn xếp sát thì xịt rồi đấy. Anh phải con số này, anh quan số này để em hỏi. Tốt vậy.
Tùm lum xe hết. Náo loạn xe luôn. Đây là Yến để xuống để nhờ cuối cùng món nào để xếp vào cổng cuối cùng ra nha. Sau anh em sẽ dẫn mình vào cái cổng. Cái nhét cái này vô khó không cơ. Chứ anh đi được kia nó qua cái bãi cát khó đi lắm. Con dẫn ba đi con. Đi trước. Các dẫn em ơi đi yếu. Nãy giờ bà mà mang bà chết rồi. Người ta mang bà ta không? Tôi mang quanh tôi đây chứ không phải quanh hiện tôi. Chú tôi bên kia về rồi chú. Cao vậy nó sụt vậy. Vì một vé chỉ được xếp một người thôi mà. Đưa xe vào ảnh giùm mình. Có 4 người đi sau. Đưa mấy người nhà qua đây. Đưa ba chị này đi vào trong. Sao người quay trở ra? Đưa vào bên trong. Không vẽ nào thì đưa vào vẽ đấy. Ok, có tính tờ vào trong nhé. Đây, mỗi khu hả? Màu xanh màu đỏ khác nhau. Xong, xong nó ngồi cùng. Trong màu đỏ. Hai người ngồi. Đây là ngồi trên nhạc sĩ. Ngồi ổn không? Bà Linh bà bắt bà tá mang nè. Mang đi cho dạy bà ta. Sài Gòn. Trời ơi. Khu nhà ở mà nó gần biển luôn bà. Chào Lê Quang kìa. Cái mắt hồ mất dí luôn bà. Trời ơi. Em đưa mọi người đến đây nhá. Cảm ơn em. Rồi đó coi. Ơi.
về được bao lâu chị? Mới về chắc cũng hơn tuần rồi, về được bao lâu? Bè canh lắm, bè canh lắm. Đừng có bóp, tầm 7, tầm 3, vô là taxi. Mấy đứa 1, 2, 3, 4 6 đứa hả? 6 đứa bè hả? Dạ đâu có trời. Ủa đâu bè? Bè 4 chị, 4 bè. Sơn á hả? Sơn hả? Sơn hả? Nhìn ra vậy? Ý thì là sao? Không phải, mặn không có răng sớm. Xài hao quá hay sao? Có bị xài hao quá. Mới ngày nào thôi giờ chị thôi em theo chị thôi đứa này đứa này đâu rồi em mới nó mới có một mà mới một nó mới một em thấy trong cái tàu chương trình có giao lưu tình khách ra thôi có áo thun nữa đó kế. Trời khó hả bụng. Đi. Đi lên. Ủa không lên cầu thang hả? Xa kìa. Quay xa, quay xa. Trời ơi, lâu quá mới gặp xa. Mấy chục năm rồi. Uống cái gì ở dưới dãy phố quên rồi tequila tequila đúng lý là cái này mình ngầu hàng đầu luôn nhưng mà bên kia bị giặt quá nó lo quá cái tam biểu sắp chia làm hai chứ mình là hàng ghế đầu Linh Trần với bác Chết ngồi dưới nè. Nữa là chương trình bắt ủa? Đầu hai em hưởng đâu trên cả nè trời ơi cột rau luôn hay quá ấn tượng mà lạ đặc biệt quá đây
Ủa vậy ha, chị ngồi đây. Ba mẹ của Mỹ Tâm nè. Đà Nẵng bay ra hả? Ủa có anh Huy không ta? Mình thì mình mới ra mới gặp này. Anh về được 10 ngày rồi. Như là Mỹ rồi đâu có đây. Vào kịp trong sân khấu nên chương trình xin phép quý vị được mở màn trẻ trong ít phút để cho các vị khán giả còn bên ngoài có thể phụng dịch đông đủ để thay đổi xuyên suốt chương trình. Mong quý vị đã vào trong này thông cảm. Xin cảm ơn. Anh Hưng chứ ai? Giọng của anh Hưng đó. Anh Huy kìa. Quang. Thấy bác già già mà không dám ra là chào. Anh. Dạ. 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 Con đây, con đây. Chào bác. Về bao lâu rồi? Về được 10 ngày. Chờ bao lâu qua lại? 21 đi lại. Bắt đầu là chú cháu lên bữa nhé. Làm bữa là Thành nó có hẹn đó. À đúng rồi, Thành nó hẹn. Tới hôm nào mới hẹn. Đội nó chưa đúng được. Rồi gọi cho bác luôn. À hẹn. Dạ, dạ. Dạ nghe. Dạ, không mai bác. Anh ngồi coi nghe. Ủa két đâu? Ngồi dưới á anh Huy. Két ngồi sau hả? Ừ, ngồi sau. Một chín tám một xin được phép bắt đầu. Để mà mình cảm thấy là mình chill và mình đón hoàng hôn đồ đó quý vị. Không thể nào hiểu nổi. Thật sự là hôm qua là hoàng hôn rất đẹp luôn mọi người. Ôi, tâm là hôm qua là kiểu mừng thầm trong lòng là hôm nay là hoàng hôn sẽ đẹp. Và mình tính giờ là đúng 5 giờ là đến khoảng 5:20 là bắt đầu nó xuống từ tối dần dần là đến giờ là tầm ấy. Mà hôm nay là 4 giờ là nó tối. Em cảm giác hơi tổn thương nhẹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một phần để sau đó là quý vị do là đến hơi trễ tí. Nên là mà mình bắt đầu liền thì lại cũng ngại, cũng hơi tiếc cho quý vị quá. Nên là phải đợi chút xíu nữa, mà đợi nữa cái nó tối hẳn luôn rồi quý vị. Trời ơi, hôm đẹp quá mọi người ơi. Tâm là chuẩn bị sẵn hoàng hôn của chúng ta. Tất cả cái chương trình Tâm làm thì Tâm luôn luôn mang lại một cái gì đó nó khác biệt một chút xíu để khán giả đến là sẽ cảm nhận cái sự khác biệt đó và có những trải nghiệm mới khác luôn. Cũng mình nói chập hồi giống như là mình đang quảng bá cho cái gì á. Tuy nhiên hôm nay là quý vị thấy sân khấu sẽ khác ở đây là có mặt trăng. Tâm biết rồi, hôm nay là không có phải rằm hay là gì đó cho nên là trăng sẽ không có, nên Tâm chuẩn bị sẵn mặt trăng nằm trên biển như thế này sao là quá tuyệt vời phải không quý vị? Quý vị thấy thì sao? Nói chung mình cũng đón từ hoàng hôn mà Tâm quyết
định là phải có hoàng hôn, chút nữa là sẽ có trăng thật sự nha quý vị. Nói chung là em cũng hơi hơi run, quý vị vỗ tay nhẹ luôn. Ok, đang rất là vui bởi vì sao? Vì thấy được rất là nhiều khán giả đã chuẩn bị vé áo và những thậm chí là đi từ xa, rất xa đến đây. Các bạn ở Sài Gòn cùng lái xe và chở cái gì đi máy bay, xong rồi Hà Nội là lái xe xuống một chiếc xe rất đẹp được, phải không các bạn? Đang ngồi đâu hết rồi? Wow, chút người ta sẽ xuống dưới nha mọi người. Số này là số của nhà làng, nên là mình không có cái câu này, chẳng qua là Tâm hơi rườm rà cái này một chút xíu thôi. Nên là Tâm những bài đầu Tâm sẽ đứng trên này hát. Đây là những trang phục của nhà thiết kế Lý Quý Khánh đó quý vị. Cảm ơn mọi người. Và ca khúc tiếp theo sau ca khúc Đơn Mình Dừng Chân là bởi vì sao Tâm chọn ca khúc đó? Bởi vì đó là ca khúc mà Tâm muốn là đây là nơi điểm dừng của Mai Xuân mùa 2, để gửi đến khán giả tri âm của mình những cảm giác, cảm xúc đặc biệt. Đây là Tâm nơi một có một cái ngọn hải đăng rất là đẹp và rất là cao, cao nhất Việt Nam luôn. Cho nên là Tâm muốn dùng ca khúc Nơi Mình Dừng Chân của nhạc sĩ Khắc Hưng để biểu diễn cho phần mở màn. Và tiếp theo sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Mỹ Tâm Được Mời Tìm. Giới thiệu nhạc sĩ Mỹ Tâm mà mẹ Tâm nói đi chứ, ủa bài đó là của con viết hả? Cái xong của nó dạ con không biết đó mẹ. Cái xong trời mẹ đâu có nghĩ là con viết hay vậy. Thì đó mẹ nói vậy, xong nói cho thiệt ra là con còn nhiều mấy cái nhiều tài lẻ lắm mà mẹ không biết thôi, chứ tại con giấu thôi, ở nhà là con rất là khiêm tốn á mẹ kìa. À mà cũng xin được chào mừng ba mẹ và gia đình đến chương trình. Người bạn nữa, welcome một lần nữa ha quý vị ha. Bây giờ tiếp theo sẽ là các khúc được mang tên Đừng Hỏi Tâm Điều Gì Nữa. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Dòng ví cho quý vị coi nhẹ 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 gì đó, đó thấy chưa, thấy chưa, đó bay lụa liền. Ủa làm sao hả? Giống chị Thanh Lam hả? Chết rồi, chị Thanh Lam giống được là mừng lắm luôn á, nghĩ sao chị Lam là phải nữa, cái này phải đến nhiều nữa được. Cái này chưa bằng chị Lam đâu. Chị Lam là phải đến nhiều hơn. Rồi chị hay tung lên một cái gì nè, thôi ta nói quá đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay thì để nguyên một cái lần đầu là cảm giác như một cái câu chuyện luôn. Nơi mình dừng chân thì đừng hỏi em nếu anh đi thì gì, anh có đợi em được không? Đó, cái câu đấy không? Thì sao em đợi được không? Muộn màng là từ lúc xong thì chia tay. Thì thường á thì chia tay xong là hết chuyện, đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng mà mình không thể nào hết chuyện như thế được. Mới mở màn làm sao mà hết chuyện được, đúng không anh? Cho nên chúng ta phải coi như đó là một chuyện như chưa bắt đầu. Bởi vì sao? Tất cả mà đến với Tâm những cái show hay những bài hát mà Tâm làm là giống như chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hồi nãy giống như là chạy roda quý vị, khai vị thôi à, chứ chưa vào phần chính. Mà khai vị không là đem hết bún ngon lên rồi đó. Còn biết sao, còn gì không chưa biết.
nhưng mà từ từ đúng không ạ? Từ từ mình sẽ thấy được những cái gì thú vị bên trong. Thì anh Sang nghĩ sao nếu mà chúng ta chỉ bây giờ mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi? Ok, dạ, anh ok là em được ạ, à. Dạ, thần tượng của em ạ, à. Anh Hoài Sa ạ. Đừng có tưởng tượng gì trong bộ đồ trắng này nha. Là chỉ là một cái đầm trắng thôi ạ, à, và có bao tải, chứ không có cái kia. Em mà xước cái kia lên nữa thì em mời chú rể lên đây đứng luôn ạ. À. Anh nào muốn làm chú rể thì cứ lên đi ạ. À. Cái ba mẹ cũng trong lắm rồi. Nhờ ba mẹ nhiều. Nói vậy chắc thích lắm nè. Nói vậy chắc ba mẹ thích lắm nè. Thấy thay đồ nhanh không ạ? À? Thấy chưa? Quý vị, các bạn nào mà trong nghề mà muốn mà biết chỉ nói tâm chỉ cho. Tại vì 20 mấy năm làm cái nghề này rồi quý vị kìa, mấy cái chuyện này nó rất bình thường lắm. Thay đồ là bình thường luôn. Mà giống như rằng là tâm làm show nhiều rồi, giống như là mình phải tính được làm sao mà mình phải lý liệu làm sao mà không đứt quãng với khán giả, cái điều đó mới quan trọng. Chứ còn mình thay mấy chục bộ đồ thì dễ ổn đi. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao phải nó phải liên tục mà không ngắt quãng, mà mình cũng phải câu cú đồ làm sao cho nó hợp lý đồ vô, đúng không ạ? Đúng. Cái đầm này mà đi xuống dưới nữa là đẹp lắm nè. Nhưng mà nó hơi vướng mọi người ơi. À. Giờ anh đi mãi xa, tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ như ngày thơ. Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất, em quay lưng cho nước mắt sương tràn đôi mi. Và tại vì lỡ ngồi đèn nên là em hát thêm luôn, chứ thực ra em không có cái list bài đó trong này. Ca sĩ. Ra Quỳnh, em có thể đứng lên một chút xíu được không? Vâng. Tại vì em đứng lui, cái bắt đầu chị phải đứng lui sau em. Em lại càng lui, cái chị càng lui, cái mình đứng sau cái giá nhạc luôn. Dạ thầy. Vâng. Thế em phải lên. Vâng. Thường, chị để em... Vâng, lần đầu tiên thân quý xin gửi chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã có mặt ở trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm giác giống như là chúng ta đang nghe một MC của một cái tiệc cưới của mình chẳng hạn. Vâng, lần đó nói đầu tiên. Em thấy ở đây không khí rất là mát lạnh sảng khoái, và mọi người ở đây được ngồi nghe nhạc chị Vĩ Tâm hát, Vĩ Tâm nói chuyện thì thật sự là rất là thích. Em ở phía sau cũng cảm nhận được cái cơn gió biển và mọi thứ ở đây rất là thoáng đãng. Ý là chị cũng mặn đúng không Quỳnh? Có tuyệt vời. Vâng. Cảm ơn Quỳnh rất nhiều. Chị, em cũng mới đến diễn thể Hà Long được cả hai, đây lần thứ ba thôi. Dạ. Hay quá. Vâng. Và em cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận tình cảm của mọi người trong đêm diễn như thế nào? Vâng, thì chị Vĩ Tâm thì tổ chức show ở đâu thì cũng rất là đông vui và ấm áp. Thì mình rất là vinh dự khi cứ mỗi năm lại được mời hát một lần. Và... rồi tưởng quyết định năm sau là coi như không mời là không được chứ quý vị. Mùa 3 là thích thua rồi đó, mùa 3 là mình thấy là phải có bạn Quỳnh nữa. Vâng. Như là có những năm gần đây thì hầu như là chương trình nào mỗi năm em được đứng chương trình tối chị một lần rất là vui. Trồng vía vui quá hai Quỳnh, dạ. Tự nhiên cái mình từ tri âm rồi các kiểu rồi mai show rồi nữa. Hay vâng. Quá. Rồi mình vô mà nói gì nữa đi Quỳnh. Thật sự là rất là tuyệt vời ạ. À rồi. Anh chọc mình chơi ạ. À. Rồi bây giờ gì nè. Bài vừa rồi là bài nhạc.
Như quý vị đã biết rằng là Tâm đã có những cái series hát bài ca khúc của bạn Quỳnh. Thì gần đây là cái bài nhạc cũng đã được rất là nhiều các bạn yêu thích trên TikTok hả? Mạng xã hội. Mình dùng mạng xã hội đi. chị đang công nghệ quá không? Đó, cho nên rằng là mới là Tâm mới nói Quỳnh hát bài hát khác đó. Hồi xưa thì lúc đầu bé khỏi đâu có hay như vậy. Phải không?
nhưng mà hôm nay thì lễ hội anh cũng nghe thử coi là so với hồi xưa như nào được đó. Anh nghĩ là một lâu ngày mà lễ hội vẫn còn vượt mà. Bé phải tập lại đó, bé phải tập rất là nhiều để nhớ lại xong những câu chuyện anh em mình đã ngồi. Thế quý vị đã ăn qua, quý vị đã thấy được không? Rồi anh xoay mặt lại nhìn em xíu. Yeah, nhìn sẽ lên qua anh em nhiều. Anh Quang là người làm cuối rất nhiều, anh nói là tính hàng trăm bài trong thời điểm mà Tâm làm nghề, bắt đầu mới làm nghề. Đó, cho nên là rất là nhiều khi em thật sự là em rất là muốn anh lên sân khấu để diễn một bài, nhưng mà quý vị biết không, ngày 14 này anh ấy có một đêm nhạc riêng tại phòng trà Tâm có tham gia, nhưng mà hết vé rồi. Nếu mà quý vị có thử liên lạc thì xem như thế nào, thì nếu mà được thì hãy cùng đến vào ngày 14 này tại phòng trà Phòng Tham Gia, chúng ta sẽ có một cái đêm nhạc của nghệ sĩ Lê Quang để chia sẻ những cái tình cảm như là nghe lại những bài hát của anh Quang. Anh Quang có điều gì muốn gửi đến khán giả của em hôm nay không? Lê Quang thì đã từng tới Hạ Long rất là nhiều lần, và cái lần mà nhớ nhất là cái lần mà Lê Quang làm cái sinh ở đây rất là cũng khán giả cũng đông như vậy, nhưng mà cái cảm xúc bây giờ nó khác nhiều quá. Mà khán giả Lê Quang thấy các bạn hôm nay thật là tuyệt vời, các bạn đã yêu mến Mỹ Tâm từ những ngày đầu và đến bây giờ, và các bạn cũ vẫn còn đó, và các bạn cũ Lê Quang thấy vẫn còn nguyên, và một lực lượng các bạn mới cũng rất là dồi dào. Và Lê Quang nghĩ rằng con đường của Mỹ Tâm đi, Lê Quang nghĩ rằng là để cho chúng ta một cái sự ngưỡng mộ đối với Mỹ Tâm, mà Lê Quang thường hay gọi là bé, mà không biết bây giờ còn bé không, nhưng mà hồi xưa bé hay nói là bé lớn rồi nha. và cái câu nữa là chưa dừng lại ở đây đâu các bạn, sẽ còn đi tiếp, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật ra hơn gì đến để mà xem
Nhưng mà khi mà ba em đến xem á thì Tâm cũng muốn là chắc là mình phải hát bài từ đó. Cái này rất là bất ngờ. rất là bất ngờ. Và cái bất ngờ hơn là Tâm thường á, Tâm với lại Khắc Hưng là chỉ hát những cái bài khác khi mà gặp nhau. Thì hôm nay lấy chị nghĩ này, nó nhớ cái bài Shallow phải không? Của Lady Gaga. Vâng. Bài đó thì lại chị á, thì trong lòng là chị đã rất là thích bài này, chuẩn bị. Đây là bài hát mà chị tặng cho một bạn fan. Một bạn fan rất là rất là dễ thương của Tâm vừa mới qua đời. Ok, và cái này cũng vô tình thôi, nhưng mà nghe nói hơn chị rất là muốn bài này để làm cho bạn ấy và cũng như là tất cả các FC của mình đã từng yêu thương bạn ấy cũng như là có mặt trong đêm hôm nay nè. Vâng, chị Tâm để Khắc Hưng lại ở đây rất là bối rối á. Không biết là nên phải nói cái gì mọi người, tại vì thực sự là em cũng hôm nay với tâm thế là đến để ngồi để xem chị Tâm trình diễn thôi. Thực ra là em luôn luôn rất là thích được ngồi ở hàng ghế khán giả khi mà xem show chị Tâm, bởi vì là không những là để có thể được chứng kiến từ cái góc nhìn của khán giả, mà em cũng muốn hòa cùng với lại cái không khí của những người khán giả khi mà xem chị Tâm, bởi vì thực sự là mọi người, những cái người khán giả xem chị Tâm thực sự rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cũng màu đấy ạ. Cũng được đúng không? Lady Gogo thì đấy. Lady Gogo thì mình phải dạy chứ. Quý vị thấy bộ đồ đẹp không ạ? Yeah. Supporting me. Ok, rồi quý vị đi chung lại chú. Nãy giống như là thường thì cảm xúc người nó sẽ dâng trào đến một cái khoảnh khắc nào đó. Khi mà mình nhớ cái ai đó, hoặc là mình cảm nhận được tình cảm của mọi người và mình cảm thấy mình bắt đầu mọi người nhiều quá. Tâm kiểu cảm giác như là quý vị biết không, khi mà mình nhìn thấy những khán giả mà check in vào cái show á, thì thường thường là những cái thời gian từ buổi tối hôm trước cho đến qua ngày hôm sau là Tâm luôn xem trên mạng. Và Tâm xem từng cái status của mọi người rồi đọc các bạn chuẩn bị ra sao, làm như thế nào, Tâm rất là cảm động, cảm xúc. Và Tâm tự hỏi rằng là điều gì đã làm cho chúng ta đến với nhau là như vậy, và điều gì đã làm cho chúng ta cảm thấy yêu thương nhau như vậy. Và Tâm thấy Tâm quá là hạnh phúc và Tâm thấy rất là may mắn. Thật ra đôi khi cái nhà ba mẹ hay là nhiều người trong gia đình anh chị hay hỏi là rồi Tâm dạy thì ok không, ổn không? Nó dạy con là rất là vui luôn, con cảm thấy rằng là cuộc sống của con bây giờ giống như là mình sẽ được phục vụ, được cống hiến cho mọi người, cho xã hội, cho mọi thứ là điều tốt nhất mà con có thể làm được bây giờ. Và con rất là hạnh phúc vì điều đó, nên ba mẹ đừng có lo gì hết. Con đang rất là vui và thậm chí về bên trong con còn hạnh phúc hơn gấp tỷ 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 lần nữa. Nên là ba mẹ đừng có lo, và quý vị cũng đừng có lo cho Tâm, và Tâm có vui hay không, Tâm quá vui luôn á. Nên rằng là ok. Rồi bây giờ nói chung là kiểu thả tính, tỏ tình rồi vậy thôi. Bây giờ mình tiếp được không à? Tiếp nữa không à? Hay là quý vị cảm thấy vô cùng như thế là đủ rồi? Không bao giờ đủ. Chưa đủ phải không ạ? Không bao giờ là đủ, chị biết chứ các bạn. Xin mời Bees. Oh, why you up there? Up there, you up there? Một nghệ sĩ là người ta là hidden singer, và người đó hôm nay sẽ là bạn Beans. I love you Beans. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, nhưng mà trước mắt chị muốn Beans đứng trên đó một chút xíu, biết vì sao rồi đúng không?
Quý vị thấy mặt trăng đẹp rồi. Quý vị biết bài mới nhất của Vince là bài gì không ạ? Hit me up. Và bài hát đó làm cho chị rất là có nhiều cái cảm xúc khi mà chị nghe. Ok, trừ cái lời của nó. Cái đó là cái chuyện riêng ha, Vince, ok. Và thật ra là chị có một cái đoạn nhảy của bài này cũng hay á quý vị. Và cái bài nhảy đó là của một bạn tên là không phải Hải Đăng mà là Quang Đăng. Bạn ấy nhảy cái phần đó. Và sau đó thì Tâm thấy cái bài này nó rất là truyền cảm hứng. Xong rồi Tâm cũng tập nhảy chơi. Quý vị muốn coi Tâm nhảy không? Vince, em thấy sao Vince? Không thể đợi được. Không thể đợi được, can't wait, đúng không? Nhưng mà nếu mà muốn nhảy vào đó thì bây giờ mình chia cái phân đoạn của nó ra là bài này là Tâm mời Vince để hát, là Tâm sẽ hát đoạn đầu, mấy câu đầu là chị hát. Sau đó Vince sẽ hát đó, đúng không? Thì có một đoạn nhảy là Tâm sẽ nhảy một chút xíu. Rồi sau đó chị em mình sẽ xuống đây cùng hát cái đoạn phần sau. Cái flow của mình là vậy ha Vince ha. Và bây giờ Vince có thể là, à xin lỗi, mời bạn Quang Đăng. Bạn ở đâu? Bạn ở đâu rồi? À, đây. Đây, bất ngờ chưa? Quý vị thấy bất ngờ không? Ok, đây. À, bạn này có một cái bài nhảy là khá là kiểu như là tạo cảm hứng. Cho nên bây giờ Tâm sẽ để cho Vince chia sẻ một chút xíu ha. Chào khán giả và sau đó là mình sẽ vào bài. Ok. Trước hết là xin chào tất cả quý khán giả của My Show nói riêng và khán giả của chị Mỹ Tâm nói chung. Bản thân em cũng chính là fan của chị Mỹ Tâm, đáng lẽ mình nên ngồi dưới mình xem nhưng mà không biết sao vì đang ở trên này thì hy vọng là tại vì đứng cạnh người thần tượng của mình và hát cùng sân khấu thực sự đó là một cái niềm vinh hạnh cho mình tối nay. Thì mình sẽ cố hết sức để mang lại cái màn trình diễn tốt nhất cho mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng mọi người enjoy. Thank you. Từ trong cơn nhà em nhìn thấy trên camera Casablanca nhanh mạng mạng khoác đi gian mạng giặt anh bằng nhà Bên bị bất ngờ không? Bất ngờ chứ bộ đúng không? Đâu có ngờ tự nhiên chị nhảy vậy. Lần đầu tiên em nhìn thấy chị move như vậy, yeah, rất là bất ngờ vậy. Yeah. Oh, thank you Vince, thank you for chị chị trình diễn bài này trong cái show này và đặc biệt là cảm ơn Đăng. Em có gì chia sẻ với khán giả không? Dạ, điều chia sẻ duy nhất là em cảm thấy là em học được rất là nhiều điều và đang học được rất là nhiều điều trong lúc mà làm việc với chị Tâm, với tập luyện với chị Tâm. Bởi vì cái bài Hit Me Up này và anh Dinzy và em và chị Tâm như là một cái duyên. Và cũng nhờ những cái duyên nhỏ đó mà mình có thể gặp nhau và thể diễn chung với nhau. Thật sự là điều em quen anh chưa bao giờ ngờ trong cuộc đời của mình. Và em cảm ơn chị Tâm, cảm ơn mọi người. Dạ. Thấy bạn nhảy dễ thương quá, ráng tập xong rồi mới nhớ là nhờ Vinzy mà bạn ấy là rất là bận luôn mà cuối cùng sắp xếp được. Và cảm ơn Đăng một lần nữa đã chỉ bài này và bài em rất là truyền cảm hứng nha. You keep going ha. Cảm ơn Vinzy bây giờ. Thank you Đăng. Thank you, the dancers. Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về. Oh,
Vô trong thì nó ở phía trong ha. Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.